Vũ Hà bất ngờ lên tiếng vạch trần hôn nhân và sự thật về bà xã hơn 8 tuổi. Vũ Hà là nam ca sĩ nổi danh một thời, giờ đây dù không còn quá mặn mà với sự nghiệp sân khấu như xưa, thế nhưng nam ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng khi thường xuyên hiện diện đầy hài hước bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh là người bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà còn là một người đàn ông biết quan tâm và chăm lo cho gia đình. Trong bài chia sẻ mới đây trên Vietnamnet, nam ca sĩ chẳng ngần ngại tiết lộ về sự thật hôn nhân của mình với bà xã hơn tuổi Huyền Vân. Vũ Hà tiết lộ, thực chất anh là con người trầm tính, khác hẳn hình ảnh sôi nổi mà mọi người vẫn thường thấy trên sân khấu. Nam ca sĩ luôn ý thức, mình là một người chồng nên luôn răn bản thân phải tròn nghĩa vụ, trách nhiệm với bạn đời Huyền Vân. Cũng vì thế, hôn nhân gần 30 năm của vợ chồng anh luôn hòa thuận, rộn rã tiếng cười. Đặc biệt, bản thân Đàm Vĩnh Hưng chẳng ngần ngại tiết lộ con người thật của người vợ Huyền Vân khi bà xã dù hơn tuổi nhưng tính cách lại giống con nít và rất hay ghen. Trái ngược hẳn với anh là người có phong cách trẻ trung nhưng lại có những suy nghĩ đầy chín chắn. Gần 30 năm sống chung bên nhau và không có con, Vũ Hà thừa nhận cuộc hôn nhân của mình từng đối diện với nhiều điều tiếng. Thế nhưng vượt qua tất cả, cùng với những suy nghĩ chín chắn của bản thân, anh nhận ra mình cần phải làm gì để tránh những tổn thương cho bà xã. Cũng chính vì sự tinh tế này mà cuộc hôn nhân của Vũ Hà đến nay vẫn luôn tràn ngập trong tình yêu hạnh phúc. Vũ Hà từng có cuộc sống vô cùng kín tiếng và được biết đến là bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng. Mãi cho đến năm 2013, sau rất nhiều những lời bàn tán về giới tính, anh mới quyết định công khai về người vợ đã gắn bó. Đến nay, sau 30 năm về chung nhà, cặp đôi vẫn có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm.